Triều Lê Dịnh cự tuyệt nhiều thiếu gia giàu có, lý do là vì một chi tiết nhận tâm trong thỏa thuận ly hôn với chồng cũ. Hơn 4 tháng sau khi công bố ly hôn, những tình tiết cực lắc léo liên quan đến chuyện tình cảm của Triều Lê Dịnh và Phùng Thiệu Phong liên tục được tiết lộ. 4 tháng sau khi tuyên bố ly hôn, Triều Lê Dịnh trở thành quý cô độc thân đắt giá nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Nhan sắc và thần thái lên hướng ngút ngàn của nữ thần họ Triều nhận được vô vàn lời ngợi khen từ netizen không khó để nhận ra rằng tình cũ Phùng Thiệu Phong ngày càng trở nên quyến rũ và gợi cảm. Trang 163 ngày 3 tháng 9 có một bài viết gây xôn xao mạng xã hội khi tiết lộ thời gian qua Triệu Lệ Dĩnh được rất nhiều thiếu gia giàu có theo đuổi nhiệt tình. Vậy nhưng nữ diễn viên hoàn toàn cử tuyệt tình cảm của những người đàn ông này. Trang 163 tiết lộ nguyên nhân sâu xa của vụ việc này. Theo đó, nội dung của bản thỏa thuận ly hôn giữa cặp đôi có nêu rõ một điều khoản rằng trong khoảng thời gian con trai chưa đủ 18 tuổi. Nếu một trong hai bên tái hôn thì sẽ tự động bỏ quyền nuôi con của người đó. Diễn viên họ Triệu bày tỏ rằng cô sẽ không bao giờ muốn từ bỏ quyền nuôi bé tưởng tượng. Chính vì vậy mới quyên quyết giữ bản thân ở trạng thái độc thân, không hẹn hò với bất cứ ai. Vì thông tin này mà trên mạng xã hội xảy ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người không nén nổi bức xúc và cho rằng Phùng Thiệu Phong quá nhận tâm. Tuy nhiên một số xin nét phản pháo lại và cho rằng nàng Sam Sam vừa mới đổ vợ hôn nhân, trước mắt không muốn yêu ai là chuyện hoàn toàn bình thường. Thời gian này, nữ diễn viên chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và con cái. Tin tức được trang 163 chia sẻ, chưa được kiểm chứng độ đúng sai. Chính vì vậy, netizen cũng không nên vì tin đồn mà xảy ra những cuộc khẩu chiến không đáng có.